Hello. Hello, xin chào anh em nha. Bữa nay trời cũng sáng rồi, em quay gói chim anh coi. Hồi tối gà nó đâm quá đâm nên em bắt được mấy con nè. Anh em coi nè. Em với cái lọt xài nè, cái gì nè. À, bởi vì mấy lọt xài này nó cản nè. Chim đâm toàn đâm mấy tùng trên vườn trên sảy mấy con uổng hết biết luôn. Đâm thì 7 con mà bắt được có 3 con, thiệt tình tức muốn hỏng muốn chào luôn. Phải không dính thì mình không nói, con này dính mà mình vô mình chảy tức ghê luôn. Làm được 7 con luôn á. Sảy bắt mà bắt được 3 con rồi, sảy hết ba con gà tơi mà một ba con gà trống tơi nhỏ. Dưới con gà trống bành kỳ luôn. Tức ghê tức. Để đỡ mấy con cầu lao. Sáng thì đánh gì giờ thì sáng tò mò sáng thì đánh lúc giờ trăng nó hồi tối thì 1 giờ trăng lên thì em đánh tới đâu 1 giờ đó, đánh đâu gắn cũng đâu có 1:30 à. 1:30 cái em bỏ gà em bỏ trăng lên đó. Em bỏ gà, em quay qua em đánh chích. Thì cũng được con chích nữa. Được con chích với hết rồi. Chứ sáng này có mấy con quắc nó về anh em ơi. Mà trời sáng về làm được gì đâu. Thì chịu thôi chứ làm ăn con khỉ khô gì nữa giờ trời sáng này. Còn trời gần sáng nó chích được kia đâu đi đâu. Nhưng mà chỗ này đâu có món nhát gì đâu. Thôi mở lại phải cò kiếm vài con cò vậy nó kiếm được con nào hay con đó. Có lý thì 6 phần bắt im. Mấy hôm nay em đâu ra clip đâu. Tại vì em về còn đi đám. Hôm nay đi đám rồi này kia rồi tùm lum hết. Cái thằng trời trăng đánh đâu đạt đâu cũng đâu có gì đâu quay có khí khô đâu cho nên lâu lâu nghỉ xả chết anh em ơi, xả chết đi nhậu nhẹt đồ này nhậu nhẹt đồ này kia chơi đánh tầm tầm chừng rồi em mới quay lại cho nay đánh có 1-2 bữa nay à, đánh mấy bữa trăng đánh giữ chim rồi á, đánh chích đánh đòi thêm rồi được cũng đánh góp thêm bằng giữ chim rồi tặng cho nó gom gom về con nào hay con đó. Rồi canh canh tối chờ là mình bắt. Còn quắc anh em hỏi là quắc đi nhiều không á, em cũng bình thường thôi nhưng mà em ở đây em quắc là em đánh quanh năm. Nhưng mà tháng nào đi nhiều thì mình có nhiều, tháng nào đi ít thì mình có ít thôi. Cứ tình tràn đủ ngày công thôi chứ biết sao giờ. Còn kiếm coi được con thằng kia bữa nay cò nó ốm lại anh em ơi, cái hõm cò mập lù thịt mỡ không, con nào con nấy một cục mỡ. Ok nè, đây hai con, sáng định tèn được hai con định tèn buổi sáng, để. Có một máy này thôi mà em đánh là 3 con đó, vừa cò vừa chích vừa gà luôn. Thì này cái lo chích nè, thì là chích thì gắn lo chép vô, còn không có là thôi không có là tháo ra cứ tình trạng vậy đó. Rồi hỏi con này con kia đó, con nào thì gắn vô mới có thì tháo ra. Cái thẻ thì chứa đủ file hết. Không khỏe mà nè. Nè.
Thì em cũng đang đánh cái lo này thôi. SH 5000. Chị Bảo hả? Làm quả SH 5000 thôi chứ. Cái lo mà hồi bữa em lấy em khoe khoe với anh em đó. Bữa đó em đánh con gì ta? Đánh dễ dung hay con gì đó, hay con gì đó. Trái bà là cái lo luôn rồi. Trái bà là cái con này. Rồi đi thay rồi. Rồi thôi. Thôi vậy thôi em để em bấm dừng máy rồi cái họ vô trong kia rồi cái em quay cuối cùng quay thành quả đó anh em mình cùng xem nha. Xin chào toàn thể anh em nha. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh em. Hay chưa? Mấy này em đánh mấy này anh em biết đánh không ta? Anh em thấy nhiều anh em mà bắt thấy hôm nay dẹp lưới nghỉ bớt cái gì. Nhờ, anh em nghĩ mới chừa chim lại được cho em vài con em bắt chứ không thôi. Này đói luôn quá. Quá cái cưng không? Cái nào? Tôi tối cũng được mớ anh em ơi, được ít. Nhưng mà nói chứ làm gì làm chứ sáng anh em nói chuyện cũng phải làm điếu thuốc chứ. Quen rồi. Về quá. Được ít anh em ơi chứ nhiều hồi tối sảy gà nhiều quá. Gà tối sảy hết 4 con gà. Khóc hết nước mắt luôn. Ồ quá mạnh ghê nè. Anh ảnh hồ tơi mà anh bự nè. Ba chú. 4 chú. Này cô chích nha nam. Cô chích. Năm chú. Ủa? Ủa có 5 con quắc hả ta? Nhớ nhiều lắm mà thiếu 5 con à. Chỉ đây con gà trống anh em ơi. Đây con gà trống siêu to khổng lồ luôn. Phê à, phê à. Đây nè. Có sạch mấy con nè, tức chết luôn. Phê không anh em? Siêu to khổng lồ luôn. Vậy là được 5 con quắc, con chích, 3 con gà. Với con chằn nghịch. Với con chằn nghịch mới lớn. Lâu quá rồi không gặp anh em. Với hai con hàng mắt ma gió này. Lâu quá rồi không gặp anh em, không nói chuyện này kia lâu quá. Hôm nay tiệc tùng rồi đám cưới đám hỏi vô quá trời luôn. Đi thôi thôi sẵn dịp trời chân nữa thôi nghỉ. Còn em mới đánh lại mấy ngày nay đánh cầm cự cầm chim lại. Bữa nay chim về cũng khá khá anh em ạ. Chung là em thấy em đón được chim về nó về lúc sáng á. Mà nó không ra nín là không ra cái chân lên nó không ra. Mà cũng gì cũng ok. Thì từ từ đây còn đây chứ đâu. Chạy được chỗ nào đâu sợ. Xe tối xảy hết rồi chống bành kia nè. Tiết đứt ruột đứt gan chưa nhiều năm quá tự bảy quắc không à được có 5 con quắc mà tưởng 7 con quắc thiệt tình giờ yeah, 5 con quắc 1 con chích 3 con gà anh đánh có 2 máy à
tận dụng đánh anh em ơi, chứ đánh nhiều máy quá loạn hết. Có tại có một miếng lưới rồi, có chừng 50 mét lưới à, mà đánh tùm lum con cho loạn tiếng hết đâu đánh được đâu, đánh cho nó đói luôn, nó không không con nào ra luôn, mà có gà đi về thấy ham luôn, đâm lưới rồi bụp 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 mà xài cao quá, còn đâm gì trên không. Mà dăng cao lên nữa thì em gõ không tới, tại tướng em cao lắm, em cao tới 1m7 luôn mà trời trời nắng lúc là còn có 1m6 à. Quả dăng cao quá em gõ không tới. Để mấy cái đại đây có người ta mượn, người ta xài mấy cái đại cao, mấy cái đại ngon người ta mượn người ta lấy trơn à. Rồi còn cái đại vẫn vẫn cũ cũ vẫn dởm thì không thôi để nó dăng luôn chứ đem qua cũng mắc nữa. Thôi ta làm đó, không có người ta mượn ta làm, người ta nói mình ta mượn mà mượn không trả là cũng như không. Ừ nó ừ ta biết người đó mượn thôi. Ừ nó ừ bữa tao tao mượn của mày vậy đó. Ừ, rồi thôi chứ sao giờ. Quên nữa. Đâu quá mà anh em mới được chiếu không biết. Tháng này gà đi mạnh anh em ơi. Tranh thủ mà đánh thôi chứ được đâu có bao lâu đâu. Tranh thủ mà bắt bầy gà nè. Đau quá à, không biết nói gì luôn á. Ây da, chém gió sợ sợ cho anh em chơi vậy chứ. Thôi chung là cũng xong hết rồi anh em ơi. Giờ cũng thay đồ chuẩn bị đi về thôi. Như đây nhưng mà cũng đủ công cũng ok rồi. Chắc anh em chắc mổ to quá. Em giờ không có bãi đánh. Bãi em dọc nhà em giờ người ta lên vườn nó múc banh chạnh chứ. Còn có cái đường kia thì mấy bãi cũng nhìn cũng được thôi, mà giờ xịn bùn lầy không à, đâu đi được đâu, chạy xe vô không được, cách có mấy cây số, cách có cây số hai cây số sao giác đồ vô nổi, giác thì chắc chết luôn á. Nên thôi đánh tạm tạm vậy thôi chứ sao giờ, đợi đường khô chạy xe vô đánh chứ sao giờ. Nhưng mà gì cũng ok, cũng đủ công rồi. Thôi nói cho ba điều bốn chuyện thôi chứ tạm biệt anh em ha. Em chuẩn bị lên soạn xe rồi về đây, lưới bọn là lưới phơi rồi nè, giờ cũng 6:30 rồi, soạn đồ về bên nghỉ ngơi rồi, còn phải làm công chuyện nữa. Rồi thôi tạm biệt anh em nha.